Chào mừng các bạn đến với khóa học CNB cơ bản dành cho người mới của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học với chủ đề là các khoản phụ cấp theo lương. Khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm và đang mong muốn tìm hiểu về công việc CNB, hoặc là những bạn đang làm tuyển dụng, hành chính, nhân sự tổng hợp, kế toán, có hỗ trợ công tác liên quan đến CNB trong doanh nghiệp. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với nội dung của bài học, đầu tiên bạn vui lòng chuẩn bị giùm mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng, hoặc là phần mềm note trên điện thoại. Thứ hai, bạn hãy chỉnh tốc độ video lên 1.25 nếu muốn tiết kiệm thời gian với bài học. Thứ ba, bạn có thể xem lại nội dung bài học trên website hrvnacademy.com hoặc là tìm Thành HR trên Internet với từ khóa là HRVN Academy. Bạn sẽ tìm thấy trang blog để mình xem lại nội dung bài học, kênh YouTube để xem lại slide bài giảng và kênh podcast để có thể nghe lại bài giảng bất kỳ nơi đâu. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các khoản phụ cấp theo lương là các khoản phụ cấp nào, từ đó giúp bạn có thể hiểu được và có thể xây dựng các khoản phụ cấp phù hợp cho quy chế lương thưởng của công ty khi các bạn làm việc. Các nội dung chính trong bài học ngày hôm nay mà mình sẽ cùng nhau tìm hiểu, đầu tiên là phụ cấp lương là gì, thứ hai là các khoản phụ cấp lương bao gồm những khoản nào, thứ ba là các khoản phụ cấp có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không, thứ tư là các khoản phụ cấp này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không, và cuối cùng là phần thực hành bài học. Phụ cấp lương là gì? Thì như trong bài học hướng dẫn về cách xây dựng quy chế lương, mình đã cùng nhau tìm hiểu về thu nhập của người lao động, thì ngoài mức lương cơ bản sẽ có thêm các khoản phụ cấp, các khoản thưởng hoàn thành công việc hoặc là bonus, vân vân. Vậy thì phụ cấp lương là gì? Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần đầu tiên. Căn cứ vào điểm B khoản 5 điều 3 của thông tư số 10/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có thể hiểu đơn giản phụ cấp lương là một cái khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc là tính chưa đầy đủ. Khoản tiền này phải được gắn liền với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động. Phụ cấp lương sẽ góp phần gia tăng thu nhập bên cạnh lương cho người lao động nhằm đảm bảo và ổn định cuộc sống. Thông qua đó giúp thu hút và giữ chân người lao động gắn bó với doanh nghiệp lâu hơn. Theo đó, Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì không đặt ra mức phụ cấp lương cụ thể mà sẽ do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận với nhau tùy thuộc vào từng công việc, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Mình chuyển qua phần tiếp theo là các khoản phụ cấp lương. Theo quy định của luật hiện hành thì không có liệt kê chi tiết các khoản phụ cấp mà chỉ nêu chung về mục đích của các khoản phụ cấp lương và khuyến khích công ty là có thêm các khoản phụ cấp này để thu hút và giữ chân người lao động. Tuy nhiên, căn cứ theo điều 30 thông tư số 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chúng ta có thể liệt kê các loại phụ cấp lương mà các công ty thường chi trả thêm cho người lao động như sau. Đầu tiên là phụ cấp chức vụ, chức danh. Thứ hai là phụ cấp trách nhiệm. Thứ ba là phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thứ tư là phụ cấp thâm niên. Thứ năm là phụ cấp khu vực. Thứ sáu là phụ cấp lưu động. Thứ bảy là phụ cấp thu hút. Các khoản phụ cấp có tính chất tương tự. Và các bạn làm CNB cũng cần nắm thêm là khi thực hiện soạn thảo và ký kết hợp đồng lao động với người lao động, cần thể hiện rõ các khoản phụ cấp này nếu có. Điều này được quy định cụ thể tại điều 21 khoản 1 điểm D của Bộ Luật Lao động các bạn nhé. Các khoản phụ cấp có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không? Theo quy định tại khoản 2 điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì từ ngày 1 tháng 1 2018 trở đi,
Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Theo đó, phụ cấp lương của người lao động sẽ là căn cứ để xác định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy thì các khoản nào, phụ cấp nào sẽ đóng bảo hiểm xã hội? Theo khoản 1 điều 30 thông tư số 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã liệt kê 8 loại phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút, các khoản phụ cấp khác có tính chất tương tự. Các khoản chế độ phúc lợi nào không phải đóng bảo hiểm xã hội? Theo quy định tại khoản 2 điều 6 quyết định số 595 của Bảo hiểm xã hội ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017, thì thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi bên dưới, mà đôi khi ở doanh nghiệp mình thường gọi là các khoản phụ cấp. Đầu tiên là tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến. Thứ hai là tiền ăn ca. Thứ ba là tiền hỗ trợ xăng xe. Thứ tư là tiền hỗ trợ điện thoại. Thứ năm là các khoản hỗ trợ đi lại. Thứ sáu là các khoản hỗ trợ tiền nhà ở. Thứ bảy là các khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ nuôi con nhỏ. Thứ tám là hỗ trợ khi người lao động có người thân bị chết, người lao động có người kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các khoản hỗ trợ trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 điều 4 của Nghị định số 5/2015. Các khoản phụ cấp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Theo quy định tại khoản 2 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thì tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tuy nhiên, điểm B khoản 2 điều này cũng nêu rõ các khoản phụ cấp không tính đóng thuế thu nhập cá nhân bao gồm phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng an ninh, cái này thì thường là nằm trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước bạn ha. Phụ cấp độc hại, phụ cấp nguy hiểm đối với ngành nghề hoặc là công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc là nhận con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Tiếp theo là trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định. Ngoài các khoản phụ cấp trên thì những khoản phụ cấp khác đều được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, các khoản phụ cấp lương của người lao động chỉ bị tính thuế thu nhập cá nhân khi người lao động có tổng thu nhập đạt ngưỡng chịu thuế theo quy định hiện hành. Trên đây mình đã cùng nhau tìm hiểu về các kiến thức cơ bản về các khoản phụ cấp theo lương, có phải đóng bảo hiểm xã hội hay là thuế thu nhập cá nhân hay không. Mình chuyển qua phần thực hành bài học. Ở bài học này, bạn hãy thực hành bằng cách tổng hợp lại tất cả các khoản phụ cấp mà công ty bạn đang áp dụng và xem thử nó đã đúng và đã phù hợp hay chưa. Từ đó thì bạn có thể thử tự xây dựng lại cho nó chính xác hơn các bạn ha. Mình qua phần ôn tập bài học ngày hôm nay. Mình đã cùng nhau tìm hiểu các nội dung chính trong bài học ngày hôm nay, bao gồm phụ cấp lương là gì, các khoản phụ cấp lương bao gồm những khoản nào, các khoản phụ cấp thì có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không, các khoản phụ cấp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không, và phần thực hành bài học. Và bài học tiếp theo mình sẽ cùng nhau tìm hiểu là cách thiết kế một cái bảng lương. Bạn có thể xem trước nội dung bài học trên website hrvnacademy.com, tìm hiểu thêm nhiều thông tin trên Internet và nhớ đón xem slide bài giảng trên kênh YouTube của HRVN Academy.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung bài học ngày hôm nay, vui lòng để lại comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Và cuối cùng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là nhận những bài học mới nhất từ HRVN Academy. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.